dịp gặp lại ông Phạm Khôi ở một sự kiện ở thành phố Garden Grove. Chúng tôi sẽ hỏi ông một câu hỏi. Thưa ông Phạm Khôi, hồi nãy ở đây có một số người có đặt ra cái câu hỏi trực tiếp với ông nữa. Đó là tại sao trong thời gian gần đây không thấy ông tham gia các cuộc biểu tình trên đường Bosa do nhóm của ông Phan Kỳ Nhân tổ chức, thưa ông? Dạ, nó dễ hiểu là bởi vì ông Phan Kỳ Nhân đã thay đổi cái thái độ chống cộng, mà ông lại làm những cái chuyện là gian lận cho bầu cử, cho Phát Bùi, là cái người mà đi theo một cái tập đoàn Trung Cộng để muốn lấn chiếm cái Garden Grove và đưa Trung Cộng sang bên này, mà đặc khu ở Việt Nam bây giờ không phải là 3 mà là 7 cái đặc khu ở phía Bắc nữa. Thế thành ra ông có không biết là ông có biết hay là ông ngu muội hay là ông không có đọc. Thành ra tôi là cái người tôi đọc hết. Tôi không có đến ông ấy là bởi vì ông ấy không những không chống cộng nữa mà lại ông cứ đưa cái hỏa mù là chống cộng, bởi vì ông có một cái dĩ vãng là chống cộng. Thế nhưng mà anh thay đổi rồi, bây giờ vì quyền lợi hay vì cái gì tôi không cần, tôi không biết, nhưng mà tôi thấy thái độ đã thay đổi. Đấy, và cái chống cộng không còn nữa, đây chỉ là đưa ra hỏa mù để mà mắt dân chúng, quân chúng, nhất là những người Việt Nam ở cái xứ sở này là không có thì giờ để mà theo dõi. Tôi theo dõi tất cả những cái tin tức thực tế mà tôi theo luật, đây là sự thực. Tôi đưa ra tất cả những cái gì đó là những cái mà nó có giấy trắng mực đen. Trung Cộng ở nó sang đến Việt Nam, nó không những là 3 cái đặc khu nhưng mà còn thêm 7 đặc khu nữa ở miền Bắc. Thế mà bây giờ lại đang ở Việt Nam đang dùng tiền tệ Mao Trạch Đông. Đó, thành ra ngã tôi thấy mà lại đi theo nó thì cái đó là tôi không có thể đồng ý được. Với cái lý do khiến ông không tham gia cái biểu tình như vậy đó, vậy thì trong điều kiện nào, với điều kiện nào ông sẽ quay trở lại biểu tình chung với lại cái nhóm của ông Phan Kỳ Nhân, thưa ông? Tôi sẵn sàng quay trở lại để chung lưng chung sức với nhóm Phan Kỳ Nhân. Nếu mà họ thay đổi cái thái độ, họ biết quay về đường chính, bỏ đường tà, tức là không cộng sản, không có đi theo mấy Trung Cộng như ông Phan Bùi, tôi sẽ quay trở lại. Anh em vẫn là anh em. Thế mà cái yêu nước ấy, yêu nước nó là bẩm sinh. Thế mà cái con người là thiện tâm thiện ý cũng là bẩm sinh. Thí dụ như là thiện tâm ở tại lòng ta, Nguyễn Du đã nói như vậy, tức là rồi hay là Lom Ene Bông, con người ta là nhân chi sơ tính bản thiện, nhưng mà đi theo cái cảnh cái người ác, tức là cộng sản, không đúng cái chủ trương của tôi. Chính phủ Việt Nam có cái vấn đề chiêu hồi, có chính sách chiêu hồi, thế nhưng mà phải về đi, chiêu hồi đi, quay trở về đường chính, chúng tôi sẵn sàng hợp tác. Còn đưa những cái người nhỏ nhỏ, những cái tên chửi mướn, chửi thuê, hay là một vài, tôi nói một vài những cái media mà nghĩa là nhận những cái quyền lợi nhỏ nhoi đó thì tôi không cần để ý đến. Xin cảm ơn ông về những ý kiến của ông, thưa ông. Thế thì cái ý kiến là nghĩa là này, mọi người chính trị chính em nó thay đổi, luôn luôn nó thay đổi. Cũng như tôi theo cái Nguyễn Lê Chánh này, tôi đã biết từ mấy chục năm rồi, từ cái hồi ông cố đại tá Lê Khắc Lý, tôi đã đi tranh đấu rồi, tôi đã đến Nguyễn Lê Chánh rồi. Nhưng mà đến không phải là tôi ủng hộ cái tổ chức đó, nhưng mà tôi xem những cái gì hay, những người được đúng thì tôi nghe theo và tôi học. Ngày trước Nguyễn Lê Chánh cũng mời tôi chứ, nhưng mà tôi không vào, bởi vì tôi đứng độc lập để tôi xem chân cẳng của họ ra làm sao. Thế bây giờ tôi lại thấy thế này thì lại ông này ông cũng khôn, là ông đi vào cái vấn đề nhân đạo, humanity. Thì cái humanity là con người ta là yêu tha nhân là thường. Xin cảm ơn ông, thưa ông.